Chào mừng quý vị một buổi trưa. Kính chúc quý vị một buổi trưa an lành hạnh phúc. Thưa quý vị, như quý vị cũng biết rằng là Thanh Long thì thủ phủ Thanh Long phải kể đến là tỉnh Bình Thuận, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, tỉnh cuối cùng của Duyên Hải miền Trung. Tuy nhiên thì hiện nay thì Thanh Long được trồng khá là nhiều nơi, và đặc biệt là một cái tỉnh thành cũng phát triển cây Thanh Long này rất là rực rỡ, đó là tỉnh Tiền Giang. Hiện tại bây giờ tôi đang đứng ở khu vực của huyện Tân Phước của tỉnh Tiền Giang. Trước đây chúng ta cũng từng nghe nói Thanh Long trồng nhiều ở khu vực ở Tiền Giang, nhưng mà nằm ở khu vực Gò Công. Tuy nhiên trong khoảng 2-3 năm trở lại đây thì Thanh Long được trồng nhiều ở cái huyện Tân Phước của tỉnh Tiền Giang rất là nhiều. Tức là cách huyện Tân Phước khoảng 5 cây số đến 8 cây số vô khu vực của Tràm Mù. Thì ở đây là có 3.000 của vườn Thanh Long. Thưa quý vị, Thanh Long trước đây đó là người ta trồng để tạm gọi là làm hàng rào thôi, như là cây dâm bụt ở miền Tây thôi, làm hàng rào. Tuy nhiên sau đó thì người ta phát hiện được cái tiềm năng kinh tế Thanh Long là một cái loại cây mà chịu được nắng nóng, lá biến đổi được thành gai để giảm đi sự hút với nước, bởi vì nó có họ là xương rồng. Cho nên chính vì thế là cái tỉnh Bình Thuận là một trong hai tỉnh được coi là tiểu sa mạc đất nước Việt Nam ta, là tỉnh Ninh Thuận với tỉnh Bình Thuận. Cho nên cái tỉnh Bình Thuận người ta phát triển cái cây Thanh Long này rất là lớn, rực rỡ, được coi là cái cây kinh tế chủ lực của đồng bằng của tỉnh Bình Thuận, cây xóa đói giảm nghèo. Và hiện tại bây giờ thì tỉnh Bình Thuận là tỉnh mà có cái diện tích cây Thanh Long nhiều nhất cả nước. Và Thanh Long đó người ta xuất khẩu sang nước ngoài với một cái tên rất ấn tượng, đó là Red Dragon, đó là con rồng đỏ. Tuy nhiên là cái sản lượng bây giờ nó khá là nhiều, và người Việt Nam ta đang có một cái người dân làm về Thanh Long đang có một cái nỗi khổ, đó là cái giá thành Thanh Long nó giảm sút rất là nặng. Hiện tại bây giờ ngay thời điểm này thì Thanh Long chỉ còn có khoảng 2.000 đồng một ký, nên là rất là thấp thưa quý vị. Nên hiện tại bây giờ chúng ta đang tìm được cái nguồn để chúng ta xuất khẩu Thanh Long này để được mang được cái giá nó ổn định hơn, nó tốt tươi hơn. Và thưa quý vị, là cái Thanh Long này hiện nay thì chúng ta biết rằng là chúng ta có được cái Thanh Long đực, tức là trong một cái cuốn Thanh Long dài thế này, dài xuống như thế này, thì những cái quả mà mọc ở cái nách cuốn, cái nách cuốn như thế này, thì người ta gọi là tất cả những cái trái này gọi là trái cái. Nhưng mà cái trái mà mọc ở cuối cùng cuốn là gọi là trái đực. Tuy nhiên không phải là cái cuốn nào, cái dây nào cũng có trái đực cả. Cả mấy chục cuốn, cả trăm cuốn thì mới có một cái cuốn có trái đực như thế. Nên là theo người làm vườn thì người ta nói là cái cuốn nào mà có trái đực thì cái trái đực này rất là quý. Bởi vì nếu mà lấy để ăn tươi như thế luôn, chính ăn tươi như thế, thì nó trị được bệnh đau đầu, cao huyết áp. Và những người thầy thuốc nam, người ta lấy trái đực này, nó về, người ta bào chế ra thì trị được bệnh đau lưng, nhức nhối cột sống. Và Thanh Long thì hiện nay người ta có cấy ghép được cái Thanh Long ruột đỏ rất là đặc biệt quý vị. Thanh Long ruột đỏ nó cũng rất là thú vị. Và thưa quý vị rằng là có một điều đặc biệt là người dân bình thường như chúng ta thì rất là thích có Thanh Long có trái đực, bởi vì chúng ta nghe được cái công dụng, cái tác dụng của Thanh Long đó. Nhưng mà người làm vườn thì người ta rất là sợ có trái đực, bởi vì người ta nói rằng là cái cuốn cái dây nào mà có trái đực xong thì cái cuốn cái dây đó bị úng, bị hư luôn, người ta phải thay cái cuốn khác. Và đây là cái gốc Thanh Long, quý vị thấy rằng là người ta trồng trong một cái cột, cái trụ như thế đó, thì nó có khoảng 4 đến 5 cái dây Thanh Long lên, bó lên. Và ngày trước cái trụ, cái cột này đó là làm từ cây gỗ quý vị, cây gỗ, cái lỗi của cây gỗ để bền vững cái thời gian. Tuy nhiên là bây giờ nếu mà cái diện tích trồng 3.000 như vậy mà chúng ta làm gỗ gì vậy thì chúng ta khai thác rừng nó rất là nhiều, thiệt hại rất là cao. Cho nên hiện tại bây giờ thì những người làm Thanh Long thì người ta làm đa số phần lớn là cái trụ là trụ xi măng. Như vị đấy ta thấy đây là cái trụ xi măng, chứ không phải là trụ gỗ như trước đây. Và hiện tại bây giờ người ta có phát triển được cái Thanh Long trái vụ quý vị. Tức là thí dụ như trái vụ, tức là trái cái vụ nó ra hoa cái trái. Thí dụ như Thanh Long nó với khoảng tháng 5 mới ra hoa cái trái, nhưng bây giờ mới có tháng 3. Thì người ta muốn cho cái Thanh Long này nó ra hoa cái trái sớm hơn, để cái giá thành và cái năng suất nó cao hơn, thì người ta thắp đèn, thắp dây điện trong những cái vườn Thanh Long, để sức nóng của bóng đèn nó làm cho cái Thanh Long này ra hoa cái trái sớm hơn cái thời vụ, để cho năng suất nó cũng như là cái giá thành nó cao hơn. Tuy nhiên không phải cái vườn nào, cái cây nào thì người ta cũng thắp được bóng đèn, mà phải
đúng cái độ tuổi, đúng cái thời điểm thì nó mới thắp được bóng đèn. Mà việc thắp bóng đèn này nó cũng khá là nhiêu kê, nó phải kéo dài ngày. Tức là người ta cũng cho biết là cho ít nhất là 15 ngày đến 20 ngày liên tục như thế, chứ không ngưng nghỉ được. Điều đó cũng là một cái điều đặc biệt quý vị. Thì ở đây người ta làm thanh long, đặc biệt là cái vùng đất ở Tân Phước Tiền Giang này thì nó bị nhiễm phèn ở khu vực mà tôi đang đứng ở đây. Nhưng mà cái cây thanh long nó cũng chịu được, nên hiện tại bây giờ người ta đang phát triển trồng thanh long này rất là nhiều. Đây quý vị thấy là với cái vườn thanh long cũng còn trẻ còn non như thế này, nhưng mà nó ra hoa kết trái cũng rất là xum xuê, rất là nhiều. Và ở đây đó, người ta làm thanh long đây đó, riêng với cái huyện Tân Phước tỉnh Tiền Giang này thì người ta làm những cái người làm vườn chăm sóc thanh long này người ta làm ban đêm quý vị. Tức là những cái người chủ này người ta thuê những cái người làm công vào ban đêm. Thì những cái người công này ban đêm đó là người ta, thứ nhất là người ta đi lặt nụ, tức là tới cái mùa mà nó ra hoa kết trái này thì người ta đi lặt nụ. Tức là trong một cái cuốn thanh long đó, thí dụ như là nó ra được là 10 nụ đi, nhưng mà người ta sẽ lặt bớt, người ta chỉ chừa lại 5-6 nụ thôi, để cho cái cuốn cái dây đó nó nuôi cái trái đó nó được tốt hơn, được cao hơn. Không phải là lấy đại trà, mà người ta sẽ chọn lọc những cái nụ nào tốt, nụ nào đạt thì người ta sẽ tuyển lựa lại. Và đặc biệt là người ta đi bắt sâu vào ban đêm, bởi vì cái con sâu của thanh long thì nó sẽ xuất hiện vào ban đêm để nó ăn, nó phá cái thanh long. Cho nên ở đây là việc bắt sâu vào ban đêm. Thì những người dân ở đây người ta làm thanh long là người ta chăm sóc vào ban đêm quý vị. Đây là một cái quan cảnh mà quý vị thấy rằng là một cái điểm khác phát triển về cây thanh long so với Bình Thuận. Và xa xa quý vị thấy rằng là ở đây còn có một cái loại cây khác, đó là cây khóm. Cây khóm, người dân ở đây người ta phát triển bạt ngàn về khóm quý vị, bởi vì cây khóm này là một cái loại cây mà nó chịu được phèn, cho nên cái vùng đất này là vùng đất phèn, nhiễm phèn khá là nặng. Cho nên cái vùng đất này người ta trồng chủ yếu là khóm với là tràm, cho nên cái địa danh ở trong đây người ta gọi là tràm mù quý vị. Quý vị thấy ở đây là có vườn khóm nè. Thì trong đây bây giờ hiện tại giờ người ta phát triển bạt ngàn cái vườn khóm này, cũng như là cây thanh long. Khá là thú vị thưa quý vị. Nếu có dịp đi sâu vô trong những vườn khóm này thì quý vị thấy người ta làm khóm rất là cực. Và trong nguyên cái vườn bạt ngàn gì thì người ta có nhiều cái rãnh, và trong rãnh đó thì người ta cho những cái chiếc thuyền nhỏ, chiếc bè nhỏ để người ta chăm sóc khóm cũng như người ta thu hoạch khóm. Và có một điều thú vị hơn là quý vị nhìn thấy đây là mỗi một cái loại cây rau dại, cái rau rừng quý vị. Ở đồng bằng sông Long, đây là người ta gọi là cây rau chại. Rau chại. Và cái rau chại này thì mỗi buổi sáng, mỗi sáng thì nó sẽ cho ra một cái đọt non, lá non. Và những người dân đây người ta sẽ hái cái lá non này về để người ta dùng, người ta bán, và cũng đem lại một cái nguồn thu nhập khá là cao. Cái rau chại này là một cái cây rau rừng, rau mùng quê bình thường quý vị, nhưng mà ăn cũng rất hữu hiệu. Nó hơi trơn trơn nhất nhất. Đây quý vị quan sát một cái đọt chại đặc trưng. Đây là cái đọt chại như thế này. Thì cái người dân người ta có thể hái những đọt chại này về để người ta dùng, cũng rất là đặc sắc. Đấy, vì thấy rằng là đấy, người ta hái những cái đọt như thế này, đọt như thế này để người ta sẽ dùng. Thì cái đây là một cái loại rau khá là sạch quý vị, không có thuốc, không có phân, không gì hết. Và người ta dùng với nhiều cái cách chế biến rau chại này. Người ta có thể luộc, chấm nước tương, chấm chao, rất là ngon, rất là thú vị. Người ta có thể xào, hoặc là người ta có thể nấu canh chua. Đó là cái rau chại. Và cái rau chại này là không có xịt thuốc bón phân gì hết quý vị. Đây là một cái loại rau rừng rất là tự nhiên, rất là ngon. Chỉ có điều là đi hái ra rau này thì khá là cực, bởi vì người ta phải băng vô những cái rừng như thế này, rừng rậm như vậy, chằng chịt thế này. Và cũng hơi nguy hiểm, bởi vì ở trong đây thì cũng có thể có những con vật khác, rắn rít vân vân. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì cũng là một cái nguồn thu nhập đối với những người dân ở cái vùng mà có đọt chại này. Sáng khoảng 4 giờ sáng người ta ra đây, người ta hái. Tại vì buổi sáng sớm thì những cái lọc non này nó sẽ đâm chồi lên, và mình hái về để dùng.
đây những cái loại rau thế này là có thể ăn được việc, những cái đọt như thế này là có thể hái về ăn được. Nó có chất trơn trơn và nó có chất nhớt nhớt, ăn rất là ngon, thú vị. Và rau sạch bởi vì không có xịt thuốc bón phân gì hết. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, và hy vọng với một cái thông tin là một cái điểm khác phát triển về cây thanh long, phát triển về cây khóm, và có một cái loại rau rừng trong lành, loại rau sạch đến cho người dân cũng thú vị. Đây xa xa chúng ta thấy có khóm là có trái ở đây quý vị. Đó, những cái trái khóm đây có trái rồi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, kính chúc chúng ta có một buổi trưa tốt đẹp, và xin mời quý vị giờ cùng đi dùng cơm trưa thưởng thức với tráng miệng, đó là trái khóm và trái thanh long. Chúc quý vị có một buổi trưa ngon miệng. Tạm biệt, hẹn gặp lại. Đây là bạt ngàn khóm. Đây có rừng, nguyên rừng rau chạy nè. Wow, quá trời. Cái đó nó tự lên luôn hả? Dạ, do cái thổ nhưỡng này nó thích hợp cho nên là nó tự mọc lên.